Bây giờ đối với bệnh nhân đái tháo đường, chúng ta phải làm cái gì? Là phải quản lý, xem xét cái bàn chân của mình. Bằng cách gì? Một buổi tối như vậy là chúng ta rửa chân sạch sẽ, và chúng ta khi rửa phải rửa các khe chân, rửa các khe chân, đầu ngón chân, các móng chân phải rửa sạch sẽ, các khe chân, các ngón phải sạch. Thứ hai là chúng ta nếu mà thấy khó không nhìn thấy được ấy, thì chúng ta có thể dùng cái gương. Chúng ta để dùng một cái gương, ta để cái bàn chân ngửa ra và dùng một cái gương đằng trước cái bàn chân của mình, nhìn qua gương xem cái bàn chân của mình có những biến đổi gì. Cái đó hàng ngày nên làm. Và đặc biệt nữa là gì? Cắt móng chân là phải hết sức chú ý. Cái móng chân mình cắt đấy là sau khi nhé, mình tắm, hoặc là mình không tắm thì mình ngâm ở trong nước ấm, không phải nước nóng đâu nhé, nước ấm cho nó mềm, lúc đó cắt. Và cắt theo cái vòng, theo cái vòng của cái móng chân, chứ không bao giờ cắt phải giật. Nếu mà cái giật ra thì chính cái giật đó là gây nên tổn thương, và từ cái tổn thương đó tuy nhỏ nhưng người đái tháo đường có thể gây nên cái loét. Cho nên hết sức chú ý cắt móng chân là ở cái người đái tháo đường. Một cái điểm nữa để đề phòng các bạn làm chân là không bao giờ đi chân trần. Đi chân trần không có giày dép hoặc là tất, đặc biệt đi vào trong nhà tắm cũng thế. Và gì nữa, không được tắm nước quá nóng, không được đi bàn chân trần trên cát nóng. Những người ở vùng biển đi cát nóng mà đi chân trần rất nguy hiểm. Những cái chuyện đó rất nhỏ nhưng mà tôi muốn nhắc như vậy để chúng ta có thể biết mà đề phòng. Và đối với người đái tháo đường, không nên để đồ đạc ở trong cái phòng ở của mình quá nhiều. Đi đục dập, ví dụ mình đi đục cái nọ đục cái kia, buổi tối dậy đi đái đêm chẳng hạn, đục cái nọ đục cái kia gây những cái tổn thương, thì cái đó cũng là nguyên nhân gây nên vậy. Đi giày đi tất là phải đúng cỡ, không được đi giày chật mà cũng không được đi giày rộng hơn. Đặc biệt là cái giày, cái mũi giày ấy đừng có để nó bó lại, bởi cái mũi giày của mình nó nhọn mà, không được thì mình bỏ lại. Và thường là đi cái đó nó mở ra một tí để cho cái bàn chân nó thoải mái. Đi tất đúng, không được đi tất rộng hơn, hẹp hơn, và chớ có đi tất mà rách rồi lại vá lại, thì chính những cái nốt vá đó là cái nơi kích thích gây nên cái loét bàn chân. Hết sức những cái nhỏ thế thì tôi muốn nói để bà con chúng ta có thể chú ý. Chứ còn khi mà đến khám bác sĩ rồi thì người ta bắt mạch, người ta làm siêu âm đúp le, và nếu cần thiết người ta chụp động mạch thì người ta sẽ phát hiện cái động mạch của mình đến đâu điều trị.